Dương ơi. Dạ. Ra cất đồ vào tủ cho mẹ này. Hôm qua con bảo hết sữa tắm, nhưng hôm nay mẹ mua cho con đây này. Mẹ mua sai loại rồi. Sai thật rồi. Chị nên thức loại khác cơ. Mẹ hỏi bố ấy, bố biết hết đấy. Thôi con dùng tạm cái này cũng được ạ. Chắc con đi tắm luôn đây. Bố ơi, mẹ mua sai loại sữa tắm chị Dương thích, nên chị Dương lại mặt sưng vù lên. Nam ơi, mang điện thoại vào đây cho chị. Thơm quá. Minh Gỗ ơi, xuống ăn cơm. Hôm nay chỉ có mỗi tôi với ông thôi. Minh Gỗ đi ăn sinh nhật đồng nghiệp rồi. Ừ. Thằng Minh Gỗ vừa bị vợ ly dị xong mà bây giờ vẫn còn tâm trạng đi ăn nhậu với đồng nghiệp hả? Thằng đó đúng là người gỗ mà. Này ông Khang này, từ khi tôi chứng kiến chuyện nhà Mai Ngọc ấy, tôi cảm thấy ám ảnh quá không ạ? Chúng ta là người ngoài đó. Nhưng mà chúng ta đã chứng kiến tận mắt rồi thì không còn là người ngoài nữa đâu. Nè ông Duy Anh, cái chuyện này chúng ta đừng nên bận tâm nữa. Nè, ông lấy cái tính gỗ của ông Minh từ khi nào đấy? Ông chứng kiến cảnh một người phụ nữ bị bạo hành như thế mà ông không cảm thấy động lòng à? Ông không cảm thấy cô rất đáng thương à? Mai Ngọc có sở thích sưu tầm đàn ông, nhất là những người đàn ông có điều kiện, bất chấp hoàn cảnh, bất chấp tuổi tác. Ông Duy Anh à, tôi hỏi thật nha, ông có dám chắc là ông hiểu cô người yêu cũ 18 năm trước của ông không? Ai thì tôi không chắc, chứ riêng Mai Ngọc tôi chắc chắn 100%. Cô ấy là một người rất nhẹ nhàng, chu đáo và luôn luôn hy sinh cho người khác. Mai Ngọc... Thôi được rồi, ông lúc nào cũng dành những lời lẽ tốt đẹp cho người phụ nữ đó. Tôi nghĩ là 18 năm trước chắc là cô ta đã kịp bỏ bùa mê thuốc lú cho ông uống rồi đó. Cho nên tới giờ ông vẫn mê mẩn lắm. Nè, lời khuyên chân thành nha ông Duy Anh. Ông có gia đình rồi, không có dính líu tới người yêu cũ nữa, biết chưa? Kể cả không phải là người yêu cũ, gặp cái chuyện bất bình như thế mà ông không cảm thấy khó chịu à? Tôi chỉ thấy ông bây giờ bị nhiễm tính bao đồng của mấy bà vợ rồi đó. Ông bị làm sao ấy nhỉ? Có cái bát cơm mà ăn mãi không xong. Con no rồi, con không ăn nữa đâu. Thế thôi con vào học bài đi. Dương ơi, để đấy mẹ dọn cho. Con vào kèm em học đi. Vâng. À mẹ ơi. Ừ? Hôm nay bố qua trường con đấy. Bố bảo là bố xin được việc làm rồi đấy mẹ. Cái gì? Bố con mà cũng xin được việc làm á? Mẹ cứ coi thường bố con. Người như bố Duy Anh mà còn chịu khó đi làm nữa thì thành cực phẩm ấy mẹ nhỉ? Và vớ vẩn. Mà cũng đúng thôi. Bây giờ chả vướng bận gì thì chả đi làm đi, còn ở nhà làm gì nữa. Mẹ cứ như thế mãi thôi. Hay là mẹ gọi bố về đi. Trẻ con